Ê, mình đang trong phố cổ Hội An. Mình mới qua chùa Cầu. Chùa Cầu thì đây, khúc bên đây. Hôm nay là họ đi thuyền. Họ đi thuyền nhưng mà thuyền rất là đông. Tại vì hôm nay là ngày Chủ nhật. Rất là đông, xếp hàng đông. Không em ơi. Anh đi bộ thôi. Đây mua vé, đây xuống thuyền là mua vé nè. Rồi bị cự rồi. Ship hàng mới cho đi. Đó, rất là đứng thuyền. đông đây này. Trả vé rồi đi. Không phải không, họ mới mua vé mà bây giờ không chưa sai rồi đấy, nãy từ. Hôm nay là có đưa thuyền xong rồi là thả hoa đăng nữa các bạn. Rất là đông, như là nhốn nháo hết trơn. Đây là quá trời lừ thiền hết trơn. Từ đây qua bên cây cầu bên kia là vẫn còn nữa các bạn. Quá đông luôn, này là thuyền to, cái kia thuyền nhỏ. Đây thuyền to nè, thuyền to này chở được nhiều nè. Đông, ui đông. Xếp hàng mà được đi thuyền hả, thả hoa đăng thôi là tới được mình là cũng đổ mồ hôi nha. Đấy, đó. Quá đông. Nó rất là nhiều hướng đi các bạn. Đây, vô đây. Những nơi bán đèn hoa đăng. Cái cầu này rất là đông luôn. Mấy trăm chiếc thuyền luôn các bạn. Quá đẹp, quá đông. Bên dòng sông. Wow, lên đây gió mát quá. Là rất là đông người. Thường là họ lên đây họ check in các bạn. Mình ra giữa cầu. Thường ra giữa cầu check in ha. À, có chữ Hội An. À, chèo thuyền. Vài trăm chiếc có nha các bạn. Đâu phải ít đâu nha.
mình sẽ qua bên đây. Đó, bên đây không à, lên đơn trên sông luôn á. Bên kia là nhạc, mình qua khu bên này là khu có người Tây rồi nè, massage chân rồi. Bên đây có massage chân nè, ca hát, những cái quầy hàng quán bên đây. Và đông quá trời đông. Nhưng mà hôm nay trời mát, có gió. Có gió nên không nóng mấy các bạn. Nhưng mà mình đi thì cũng là đổ mồ hôi nha. Ủa? Ờ, thì đi hồi cũng gặp à. Đó, những cái tiệm mà spa nè, na sinh nè, cũng Việt huê hương cao lầu. Bên đây, đó, massage chân. Đi mỗi chân thì vô massage chân. Những cái lồng đèn rất là đẹp các bạn. Đi dài dài ra đằng kia. Đây là xuống bờ sông Hòa Thả Hoa Đăng. Ở đây cũng là một cái bến tàu nữa, à, bến thuyền. Này là đi một cái bến thuyền nữa mà cũng vẫn xếp hàng nữa bạn. Rất là đông. Rất là nhiều bến luôn. À, ở đây mình thấy không có nhộn nhịp bằng, mình sẽ đi lên hướng bên trên ha. Vòng quanh phố cổ Hội An. Massage chân, spa gọi là spa chân à. Massage chân các bạn. Đằng này hát đêm đàn. Này vui hơn nè. Thank you.
hay. Quán có chị hát hát quá hay, người nước ngoài các bạn. Đây là có số lượng đèn lớn nhất, đẹp nhất, sáng nhất. À, mình vô mình chụp rất là đẹp luôn. Một dãy bên đây là bán đồ ăn, một dãy lồng đèn, một dãy bán đồ ăn. Và vô đây là quà lưu niệm, là tắt tần tật cái quà, vòng đeo tay, mua gì là mua đủ kiểu. Đó, ẩm thực. Bánh chuối Thái. Bánh chuối Thái mình rồi, bánh chuối Thái các bạn. Banana. Banana. Bánh chuối Thái nè. Đó, để là mình xem. Chiên bằng bột bơ các bạn. À gì à? Dầu bơ thực vật ha. Chiên bằng dầu bơ. Cắt ra làm ba quá hả? Bên đây là món nướng, BBQ. Kem cuộn Thái Lan các bạn. All right, it is. I'll tell you right now. They had it in that. That's cool. They did that. Oh, kem cuộn Thái Lan. Đó, vô đây là mua quà lưu niệm rồi. Rất là nhiều khu mình đi không hết luôn các bạn. À, tất là tật quà lưu niệm nguyên con đường này. Thì vô kia những cái quầy bán giống nhau như thế này thôi các bạn. Đi vô sâu. Wow, giờ mình đi ra